Xin chào mọi người, ở tập trước, Sử Lai Khắc Tất Quái đã thành công vượt qua bài khảo nghiệm thứ 2 và đều nhận được phần thưởng tương ứng. Rất nhanh sau đó, hai thần đệ tam khảo cũng được đưa ra, nội dung chỉ có 4 chữ, thủy triều luyện thể. Bài thi của mọi người đều giống nhau, nhưng đối với đường tam thì áp lực tăng gấp đôi. Biết mọi người sẽ thắc mắc, nên bà Tây Tây lập tức xuất hiện, nàng dẫn mọi người tới một nơi khác. Nơi có các cột sóng nước cuộn trào này chính là vị trí dành cho khảo nghiệm thứ 3, tên là Nộ Lãng Tuyệt Cảnh, một trong các kỳ cảnh của hải thần đảo. Cũng là nơi còn có hải hồn thú đất tuyệt chủng trong vùng biển khác. Sóng nơi này quả nhiên không tầm thường, ngay cả sân cốc cũng bị đánh cho tan tác. Nếu là người thì sớm đã mất mạng rồi. Đường Tam thắc mắc bước lên hỏi thăm nhiệm vụ, bà Tây Tây nghe vậy liền bộc phát ra vũ hồn. Vũ hồn của nàng là hải thần, trong đó có 8 cái hồn hoàn vạn năm, một cái 10 vạn năm. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngạc nhiên vô cùng. Sau đó bà Tây Tây chỉ cần dùng một chút sức lực đã có thể khiến sóng biển nơi này tan thành mây khói, mây đen biến mất. Bầu trời cũng đột nhiên sáng lạng như chưa có gì xảy ra. Có thể dựa vào sức người chống lại tự nhiên, còn chiếm ưu thế tuyệt đối, thật là khó tin được. Thậm chí tùy tiện một cái vất tay của nàng còn có thể rời núi lấp biển, vài cột đá theo cái phẩy tay nhô lên khỏi mặt nước. Đường Tam nhận ra những chiếc cột này đều là thâm hải trầm ngân. Thâm hải trầm ngân có thể tích nặng hơn hoàng kim gấp mấy lần. 7 cây trụ lớn này, mỗi trụ e rằng đều nặng 10 vạn cân. Trong khi đó, ba tay tay lại có thể nhẹ nhàng nâng chúng lên. Chỉ riêng điều này đã có thể thấy sự khủng bố của vị tiền bối trước mặt này. Sau khi làm xong, ba tay tay giải thích, thủy triều luyện thể chính là đứng trên trầm ngân trụ đón đỡ sóng biển xung kích. Hắc cấp ngũ khảo, mỗi ngày cần kiên trì trên trầm ngân trụ 3 canh giờ, lục khảo là 4 canh giờ, thất khảo 5 canh giờ, cửu khảo là 10. Lúc mới khảo hạch, mọi người có thể rút ngắn một chút thời gian. Vậy nhưng trung bình một năm, thời gian lên trên trầm ngân trụ nhất định phải đúng như những lời bàn nãy, nếu không sẽ bị tính là thất bại. Vì để mọi người an tâm cũng tránh tổn thất thêm người, ba tay tây sẽ luôn ở nơi này hỗ trợ, ai không kiên trì nổi có thể mở miệng cầu cứu. Không chờ đợi thêm, Đường Tam lập tức muốn bắt đầu khảo nghiệm, hắn cũng không quên nhắc nhở mọi người cũng không cần phải miễn cưỡng quá sức. Ba tay tây cũng phất tay đưa mọi người lên trên quang trụ, mỗi người một cột. Vừa mới đặt chân lên, mọi người đã bị xích sắt khóa chặt lấy hai cánh tay. Hiển nhiên là tránh để thí sinh bị sóng đánh cho rớt xuống biển, cũng giữ cho bọn họ tránh bị nước cuốn trôi đi. Ngay sau đó, ba tay tay tiếp tục bộc phát lực lượng, nước biển từ từ được kéo lên giống như một cơn sóng thần. Đới Mộc Bạch nhìn thấy cơn sóng thần này cũng vẫn thản nhiên, dùng kích cỡ này hình như cũng không mạnh như tưởng tượng, hắn cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn có thể chịu được. Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thành cũng cảm thấy như vậy, tuy nhiên Áo Tư Tạp và Đường Tam lại có suy nghĩ khác. Lẽ nào đệ tam khảo còn dễ hơn hai khảo hạch trước? Điều này nghe có vẻ bất hợp lý. Đường Tam bổ sung thêm, mọi thứ không dễ như vậy. Mỗi đợt sóng biển xung kích tuy không mạnh lắm, nhưng thứ mà mọi người phải đối mặt đó là xung kích dồn dập không ngừng. Vừa dứt lời thì sóng cũng ập tới, Mã Hồng Tuấn lập tức bị nước cuốn đi như trong chóng, những người khác đều cố gắng chống đỡ. Cuối cùng đợt đầu tiên cũng qua đi, mọi người sau khi bị ăn cho một đòn ngập mồm đều mệt mỏi không đứng vững, trên miệng liên tục thở dốc. Vinh Vinh định hồi phục cho mọi người nhưng lại không thể xuất ra được vũ hồn. Áo Tư Tạp cũng vậy, những người khác đều đồng dạng không thể sử dụng bất cứ vũ hồn hay hồn kỹ nào. Hiển nhiên là bọn họ đều phải dùng thân thể để sang ngạnh kháng. Nếu dùng hồn kỹ phụ trợ thì còn gì là luyện thể nữa. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể trực tiếp lấy thịt để chống lại. Rất nhanh sau đó, đợt sóng thứ hai lại chuẩn bị đánh tới. Tuy nhiên, uy lực lần này lại mạnh hơn lần trước. Thấy mọi người đã sắp không chịu được nữa, Đường Tam lập tức sử dụng làm ngần lĩnh vực hỗ trợ mọi người. Sóng biển vô tận cứ như vậy giáng xuống, áp lực kinh khủng khiến mọi người dần dần không thể chịu được mà ngất lịm đi. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, Đường Tam cũng tỉnh lại, những người còn lại đều bất tỉnh nhân sự. Hắn lần đầu tiên kiên trì được 3 canh giờ, nhưng cơ thể lại đau nhức giống như vạn tiễn xuyên tâm. Rất nhanh mọi người cũng tỉnh dậy, ba tay tay lại xuất hiện nhắc nhở, muốn hoàn thành khảo nghiệm này nhất định phải tiến hành từng bước mới được, nếu như lãng phí cả ngày, kết cục chắc chắn sẽ thất bại. Đường Tam nghe vậy cũng không quên đa tạ, tuy nhiên, cho dù khảo nghiệm này có khó tới đâu, tất cả mọi người đều quyết tâm hoàn thành nó. Chuyển cảnh tới đường mòn, Bạch Hạc nhận được tình báo, các vũ hồn phân điện trong Thiên Đấu Thành đều đóng cửa với bên ngoài, tất cả hồn sư đều bí mật rút về vũ hồn thành. Vũ hồn phân điện thuộc cảnh nội tinh La Đế Quốc cũng vậy, thậm chí hồn sư của vũ hồn điện ở các chi nhánh bên ngoài cùng với đệ tử của 7 tông môn đều đồng dạng rút về vũ hồn thành. Việc bọn chúng đem tất cả hồn sư bên ngoài triệu tập về, sau đó lại liên hợp với 7 đại tông môn mới, nhất định là đang mưu đồ lớn. Cho nên Bạch Hạc lập tức phân phó người chú ý theo dõi thêm, nếu có tin tức phải lập tức báo cáo. Tại vũ hồn điện, Hồ Liên Na tới diện kiến Bì Bì Đông để thông báo, tất cả công việc ngày mai đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Về phía Sử Lai Khắc Tất Quái, lại một ngày trôi qua, bọn họ lại tiếp tục rèn luyện. Về phía vũ hồn điện, tất cả hồn sư đều đã tập trung đầy đủ ở bên ngoài cung điện, khí thế vô cùng bức người.
Rất nhanh sau đó, Bibi Đông xuất hiện tuyên bố, những người ở đây đều là tinh anh của Vũ Hồn Điện, cũng là chiến sĩ vĩ đại bảo vệ hòa bình cho Đấu La Đại Lục. Vì hòa bình lâu dài này, Vũ Hồn Điện sẽ thuận theo thiên mệnh, chính thức lập quốc đổi tên thành Vũ Hồn Đế Quốc. Đây là một đế quốc đúng với danh hiệu nữ quyền. Bibi Đông đảm nhiệm nữ hoàng, Hồ Liệt Na cũng được sắc phong làm thánh nữ. Thánh nữ có quyền điều động quân đội và hồn sư của đế quốc, ngoại trừ trưởng lão điện giam. Quyền lực này có thể nói là gần với nữ hoàng. Nói rồi Bibi Đông bắt đầu trao minh văn của Vũ Hồn Đế Quốc cho mọi người. Minh văn hiệu đơn giản là huy hiệu, từ nay về sau Vũ Hồn Đế Quốc triệu tập toàn bộ hồn sư ở bên ngoài. Nếu không nghe lệnh sẽ bị coi là dị đoan và giết không tha. Về phía của Thiên Đạo Lưu, lão vẫn một mực ở bên cạnh trông coi đứa cháu Thiên Nhận Tuyết của mình. Chuyện của Bibi Đông, lão cũng chẳng cần can thiệp tới. Rất nhanh tin tức Vũ Hồn Điện lập quốc cũng được truyền đi rộng rãi. Hành động này chính là thể hiện sức mạnh. Đối với những người như Tuyết Thanh Hà và Tuyết Dạ Đại Đế, bọn họ đều biết thiên hạ này sắp có thay đổi lớn rồi. Và chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.